sự thật loại chân tướng sự thật này chính là chân lý về nhân duyên quả báo không những pháp thế gian như vậy mà pháp xuất thế gian cũng không ra khỏi cái định luật này định luật cũng chính là chân lý mà chúng ta thường nói. Chúng ta phải thể hội thật sâu, tin tưởng thật sâu, làm ác, quả báo của ác chính là mặt trái của 10 loại bảo tính Pháp mà ở đây nói. hiểu rõ đạo lý này hiểu rõ chân tướng sự thật tại sao chúng ta không đoạn ác tu thiện chứ người ai cũng mong cầu quả báo tốt người thế gian bất kể là người xưa người nay cõi này phương khác tất cả chúng sanh không ai không cầu mong giàu có sống lâu trí tuệ có thể cầu được không đáp án là chắc chắn được nhất định có thể cầu được cho nên nhà phật thường nói phật thị mông trung hữu cầu tất ứng nhưng mà cầu nhất định Phải cầu như lý, như pháp Không hợp lý, không hợp pháp Thì cái cầu này không có cảm ứng Chỉ cần như lý, như pháp Thì không gì không cầu được Không sát sanh Ở trong một điều này quả báo thù thắng không gì bằng ở trong muôn vàng quả báo thù thắng điều quan trọng nhất là trường thọ khỏe mạnh trường thọ đây là đức hàng đầu dứt khoát không có ý nghĩ tổn hại chúng sanh nhưng mà điều này vô số người rất khó làm được. Nguyên nhân ở chỗ nào vậy? Tập khí quá nặng. Tập khí sân hận, tập khí cống cao ngã mạn. Khi đối với người với sự với vật, vô tình nó lại khởi hiện hành. Vẫn cứ tạo tác ác nghiệp. cho nên Phật dạy chúng ta, phiền não phải đoạn, tập khí càng cần phải đoạn. Chúng ta nhìn thấy nghệ thuật tạo tượng của nhà Phật. Bạn thử xem tượng của A La Hán. Mỗi tượng đều khác nhau. Thế nhưng tỉ mỉ mà quán sát tưởng của họ vẫn là từ bi tạo tượng của bồ tát thì không như vậy hầu như diện mạo của bồ tát đều giống nhau là nguyên nhân gì vậy a à la hán ác nghiệp là đoạn hết rồi tập khí ác chưa có đoạn Bồ Tát ngay cả tập khí cũng đoạn rồi. Cho nên diện mạo hiền từ hòa nhã. Tất cả chúng sanh nhìn thấy đều sinh tâm hoan hỷ. Không giống như A La Hán. Chúng ta ở chỗ này cần phải thể hội cho được. Biết học tập như thế nào? điều quan trọng nhất là phải đoạn tập khí cách đoạn tập khí như thế nào vậy chúng ta cần phải coi trọng phương pháp đương nhiên phương pháp có hiệu quả nhất là đem hành vi sinh hoạt của chúng ta đối nhân tiếp vật chúng ta ghi thành băng ghi hình sau đó tự mình thử xem trở lại đây là biện pháp hay nhưng không có người ghi lại giúp bạn thế là chúng ta nghĩ đến cổ nhân cổ nhân dùng phương pháp gì vậy hàng ngày soi gương khi trong tâm bạn có mừng vui dần ghét bạn dùng gương thử soi là chính mình thử xem cái đức tướng đó của mình vậy là có thể tỉnh ngộ ngay thật ra chỉ cần tự mình lưu ý tự mình chịu dụng tâm chúng ta ở trong đời sống thường ngày nhìn người khác nhìn chính mình thì không nhìn thấy nhìn người khác Người khác chính là một tấm gương của chúng ta. Khi chúng ta nhìn thấy nhan sắc, vẻ mặt, ngữ khí của người ta bất thiện, chúng ta cảm thấy như thế nào? Xoay trở lại tự nghĩ bản thân mình, đối xử người khác có giống như vậy hay không phu tử nói với chúng ta ba người đi ắt có thầy ta bạn thử xem phong cách của người thiện phong cách của người bất thiện chỉ cần tự mình chịu lưu ý liền biết sửa đổi là biết ở trong đời sống thường ngày từng ly từng tí đều sẽ biết dụng tâm mà học tập chỉ có lơ là sơ ý người này thì khó nhưng loại người này nhiều đặc biệt là trong thời đại này loại người này đúng là phật ở trong kinh điển thường nói kẻ đáng thương hại kẻ đáng thương hại chúng ta nhất định không được cổ trách họ tại sao vậy họ đáng thương đáng thương ở chỗ nào vậy không có người dạy họ cổ nhân trung quốc gọi là họ chưa được nhận qua giáo dục giáo dục mà người xưa trung quốc nói với giáo dục hiện nay ý nghĩa không giống nhau hiện nay học đến đại học học đến tiến sĩ học gì tiến sĩ cầm được rồi đứng trước cổ nhân trung quốc ở trong con mắt của họ là bạn chưa được giáo dục chưa được nhận qua giáo dục để làm người cho nên ngày nay cái mà nhà trường dạy là khoa học kỹ thuật kỹ năng khổng lão phu tử dạy học bốn môn cái môn thứ nhất là đức hạnh cái thứ hai là ngôn ngữ hai môn này không có chỉ có phần sau là chính sự với văn học cổ thánh tiên hiền dạy người không những ở trung quốc chúng ta ở nước ngoài thử xem tất cả kinh điển tôn giáo tôn giáo nó là giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa mỗi tôn giáo dạy học đều là vượt qua không gian thời gian vượt qua lãnh thổ quốc gia vượt qua chủng tộc cũng vượt qua tôn giáo đây là nền giáo dục đức hạnh ngày nay cái danh từ này gọi là giáo dục nhân dân vậy bạn làm người như thế nào chỉ cần biết làm người thì người với người mới có thể chung sống hòa mục mới có thể đối xử bình đẳng cơ sở căn bản của chung sống hòa mục là đối xử bình đẳng không có bình đẳng thì chắc chắn không có hòa mục cống cao ngã mạng chính là không có bình đẳng luôn cảm thấy ta cao hơn người người không bằng ta thế xuất thế gian đại thánh đại hiền họ làm sao có thể trở thành thánh hiền vậy chính là tâm của họ bình đẳng cho nên ở trong phật pháp nói đến nghiệp nhân quả báo nghiệp nhân của phật đều đứng đầu là tâm bình đẳng tâm bình đẳng là phật tâm lục độ là bồ tát bồ tát vẫn chưa làm được bình đẳng viên mãn cho nên bình đẳng khó nhất định phải học tâm bình đẳng hiện tiền lại có thể hạ mình mà tôn người người này chính là thánh nhân chúng ta xưng là đại thánh ở trong bình đẳng có thể tôn kính người khác có thể tự mình khiêm nhường đây là phật đây là đại thánh chúng ta cần phải học tập phật nói tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng như lai tất cả chúng sanh vốn dĩ thành phật chúng ta ngày nay biến ra cái hình dạng này Nguyên nhân đích thực chính là không có tiếp nhận giáo dục thánh hiền. Tùy thuận theo tập khí phiền não của mình, cho nên mới biến ra cái hình dạng này. Tiền đồ một mảng tối tâm. Phật Pháp chính là thập thiện nghiệp đạo. Ở vào Câu thứ 8 này đã nói Tài mạng sắc lực Thì tài là tiền của Mạng là tuổi thọ Sắc lực là khỏe mạnh Chữ lực này còn bao gồm năng lực Được an lạc Không chỉ như vậy, còn được biện tài cụ túc vô khuyết. Biện tài là xử sự, sự đối nhân tiếp vật nhất định phải hoàn bị. Không những chính mình được lợi ích, giả lại còn có thể giúp đỡ người khác cửu thường hoài thí ý thí là giúp đỡ người khác thường xuyên giữ ý nghĩ giúp đỡ tất cả chúng sanh thường giữ cái tâm này khi gặp phải chúng sanh có yêu cầu thì tự nhiên họ liền quan hỷ bố thí ra đây là đức hạnh chân thật thập mệnh chung sanh thiên đây là nói rõ bạn vẫn chưa phát nguyện xuất ly tam giới quả báo của bạn ở trên trời ở chỗ này chúng ta nhất định phải có thể giác ngộ trộm cắp ngay cả sanh thiên cũng không thể được làm sao có thể giảng sanh thế giới cực lạc không nên xem nhẹ cái sự việc này phạm vi của trộm cắp sâu rộng vô cùng chúng ta ở trong đời sống thường ngày thường hay phạm phạm mà không thể nhận biết vì vậy niệm phật niệm cả một đời nhưng khi đến lâm chung không thể giảng sanh còn đi trách phật không linh tôi cũng y giáo phụng hạnh rồi niệm cả đời rồi tại sao không được giảng sanh phật không đến tiếp dẫn không biết cái gọi là miệng niệm di đà tâm tán loạn Cái tâm tán loạn này Chính là ở trong tâm của bạn Còn xen tạp biết bao nhiêu ác nghiệp ở trong đó Bạn sao có thể giảng sanh được Câu Phật hiệu này bạn niệm không tương ứng Đạo lý là ở chỗ này Cái trộm cấp này Tôi bình thường giảng cũng giảng rất đơn giản Mọi người dễ dàng hiểu chính là ý nghĩ quen đi dành phần lợi cái ý nghĩ này là tâm trộm dành phần lợi của người khác dành phần lợi của công ở trong từ diện dành phần lợi của thường trụ Phạm quá dễ dàng Cầm điện thoại của thường trụ Tán gẫu với bạn bè Đều là trộm cấp Ai hiểu được cái đạo lý này Có công việc cần thiết Nói càng đơn giản càng tốt ngày nay ai hiểu được biết quý của thường trụ chúng ta phải suy nghĩ nhiều chúng ta có lãng phí của thường trụ hay không Trong Kinh Địa Tạng nói quả báo thật đáng sợ. Trộm của thập phương thường trụ Phật không thể cứu Ở trong Kinh Phật nói Bạn phá giới tạo tội ngũ nghịch thập ác Phật đều cứu được Lời nói này là thật không phải giả Chúng ta đọc thấy trong Kinh Vô Lượng Thọ Tạo tội ngũ nghịch thập ác Lâm chung sám hối Phật vẫn có thể giúp bạn giảng sanh Trộm của thập phương thường trụ Cái tội này Phật không cứu được Tại sao vậy? Không thể sám hối Cho nên đây là một vấn đề rất nghiêm trọng mà chúng ta luôn luôn đem nó lơ là mất Quả thật mà nói Nghiêm trọng hơn cả tội sát sanh Sát sanh Bạn giết người Giết thân mạng của chúng sanh Bạn không có đoạn huệ mạng của họ Đó là trách nhiệm một đối một Dễ dàng sám hối Trộm cấp đặc biệt là trộm cấp của thường trụ. Cái thường trụ này là tận hư không khắp pháp giới. Tứ chúng đệ tử đều là chủ nợ. Tội còn nặng hơn cả trộm cấp của quốc gia. Quốc gia là một nước của bạn. Số người quả thật vẫn là có hạn. Giống Trung Quốc nước lớn cũng chẳng qua là một tỷ hai nhân khẩu bạn thiếu nợ một tỷ hai người nhưng hư không pháp giới là không có số lượng thường trụ là thông hư không khắp pháp giới người hiểu được quá ít hơn nữa nhìn thấy mọi người dường như đều dành phần lợi của thường trụ đều dành phần lợi của người khác trở thành thói quen rồi đều cảm thấy đây là lẽ đương nhiên không biết hậu quả nghiêm trọng như vậy Chướng ngại sanh thiên Cho nên của thường trụ phải biết quý trọng Từng ly từng tí Đều phải nghĩ kỹ trước Một câu sau cùng Dược đang hồi hướng A nậu đa la tam miệu tam bồ đề giả hậu thành Phật thời Đắc chứng thanh tịnh Đại Bồ Đề Trí Ở trên quả địa như lai Trí tuệ đức năng Vô lượng vô biên Họ làm sao chứng được vậy Ác có nguyên nhân Phật Pháp gọi là nhân duyên Nhất định có nhân duyên Nhân là tự tánh vốn đầy đủ trí tuệ đức năng. Duyên là trong khi hành Bồ Tát đạo tích lũy công đức, đây là duyên. Bạn có nhân không có duyên thì quả báo không thể hiện tiền. Cái đạo lý này chúng ta nhất định phải nghĩ cho thông suốt. Bồ Tát thập địa, Bồ Tát đẳng giác. thanh tình đại bồ đề trí chưa viên mãn duyên còn thiếu một phần duyên là tu công tu đức còn thiếu một phần cho nên ý nghĩ trộm cắp phải đem nó đoạn cho thật sạch sẽ hành vi trộm cắp đương nhiên là không còn nữa đây chính là tu từ căn bản đây là thế tôn ở chỗ này nói ra mười loại khả bảo tính pháp với chúng ta trong kinh hoa nghiêm nói tính là cội nguồn của đạo là mẹ của các công đức nhà nho nói người nếu không có niềm tin thì không thể đứng vững trong xã hội làm sao có thể gìn giữ người hiện nay gọi là tin dùng trong phật pháp sâu hơn một bậc gìn giữ tính tâm tự tin tin người ngẫu ích đại sư ở trong di đà yếu giải nói với chúng ta sáu loại tính tin mình tin người tin nhân tin quả tin sự tin lý làm sao có thể giữ tính mười loại phương pháp này thành tựu tam tư lương tính nguyện hạnh trên đường tu học đạo bồ đề của chúng ta tính là điều đầu tiên tâm trộm không buông thì tính của bạn không còn nữa hay nói cách khác tam tư lương cái đầu tiên còn không có thì hai cái phía sau xin miễn bạn bạn làm sao có thể giảng sanh đại đức xưa thường nói người niệm phật nhiều người giảng sanh ít chúng ta thử đọc bộ kinh này tư duy cho thật kỹ chúng ta sẽ sáng tỏ hiểu rõ khẳng định rồi tại sao người giảng sanh ít như vậy xoay trở lại thử nhìn bản thân bản thân ở trong đời này có thể giảng sanh hay không Điều này quan hệ đối với chúng ta thật là lớn vô cùng. Chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Tối hôm qua chúng tôi tham gia ngày lễ các bà mẹ của hồi giáo hoạt động này rất có ý nghĩa sau khi trở về chúng tôi lại tham gia buổi giới thiệu sơ lược của hồi giáo tại phật đường lầu năm cư sĩ lâm của chúng ta cho nên hôm qua cả buổi chiều là tham gia hoạt động của hồi giáo ngày lễ của bà mẹ ở trong rất nhiều khu vực quốc gia hiện nay đều tổ chức hoạt động này rất là long trọng thực ra mục đích thực sự của nó là nhằm đề xướng đạo hiếu hôm qua họ chọn ra mười bà mẹ mẫu mực chúng tôi cũng nghe được lời phỏng vấn riêng với từng bà mẹ mười bà mẹ này đều là anh hùng ở trong con mắt của các con cái bà đều là nhân vật vĩ đại rất tài giỏi quả thật đã phấn đấu trong đời sống gian khổ vô cùng để nuôi dưỡng con cái nên người hơn nữa con cái ở trong xã hội đều rất có thành tựu rất có cống hiến năm xưa các bà đời sống vô cùng gian khổ phần lớn là làm thuê giúp việc cho người ta kiếm một chút ít tiền để nuôi dạy con cái chịu thương chịu khó rất đáng tiếc là ở trong trường hợp này không hề nhấn mạnh thêm tầm quan trọng của giáo dục gia đình chúng ta biết rằng cơ sở của thế giới hòa bình xã hội ổn định là gia đình giáo dục của nhà nho bạn muốn hỏi nhà nho rốt cuộc dạy người ta những điều gì chúng ta có thể thấy vô cùng rõ ràng ở trong sách đại học đây là tổng cương lĩnh giáo dục của nhà nho là một tác phẩm rất có hệ thống mở đầu đã nói ý nghĩa tông chỉ đại học chi đạo tại binh minh đức tại thân dân Tại chỉ ư trí thiện Khổng lão phu tử cả đời dạy học Chỉ dạy ba câu này Ba câu này là tổng cương lĩnh của Ngài Từ xưa đến nay Có rất nhiều người giảng giải, viết sách Nói rất nhiều Nhưng nếu như chúng ta muốn đem Nho với Phật Thậm chí là Lấy kinh điển của tất cả tôn giáo Trên thế gian Tổng hợp lại để xem Thì chúng ta sẽ thể nghiệm Càng sâu sắc hơn Đối với ba câu nói này Của phu tử Minh minh đức minh đức là danh từ chữ minh phía trước này là động từ minh đức minh là quang minh minh là trí tuệ nhà nho nói minh đức nhà phật nói bản tánh nhà phật nói bản tánh vốn dĩ đầy đủ vô lượng trí tuệ vô lượng đức tướng trí tuệ vô lượng đức tướng vô lượng chính là minh đức mà ở trong sách đại học đã nói đây chính là phật ở trong đại kinh thường nói tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng như lai cho nên minh đức là cái vốn có của chúng ta nhưng minh đức vốn có hiện tại không minh rồi đây chính là vô minh mà nhà phật đã nói các vị phải hiểu được vô minh với chân như bản tánh là một không phải hai vô minh là chúng ta đã mê bản tánh đã mê tánh đức cho nên liền biến thành vô tri nhà nho dạy học dạy điều gì vậy dạy minh minh đức hồi phục cái đức sáng của bạn chữ minh đó là động từ hồi phục đức sáng chính là nhà phật gọi là minh tâm kiến tánh tâm tánh của chúng ta hiện nay không minh rồi phật dạy học là dạy cái này nhà nho dạy học cũng dạy cái này tối hôm qua chúng tôi nghe tiên sinh thái nổ đinh giới thiệu hồi giáo hồi giáo sùng kính duy nhất Đức Thánh Ala Họ nói Ala không phải một con người Ala là tầng hư không khắp Pháp giới Ở mọi lúc, ở mọi nơi Đâu đâu cũng có Ngài Chỉ là với chân như tự tánh chúng ta nói là giống nhau Với Minh Đức mà nhà nho nói cũng là một ý nghĩa Cho nên họ cũng nói rất hay Ala là hóa thân của chân lý cho nên bạn thử xem mỗi một tôn giáo tìm về cội nguồn tuy khác đường nhưng cùng mục đích chỉ là danh xưng không giống nhau thôi thực ra ý nghĩa đều giống nhau đây chính là cái mà nhà phật gọi là phương tiện có nhiều cửa tôn giáo khác nhau có cách nói khác nhau đó là phương tiện nhiều cửa cái nói này đến chỉ là một sự việc chỉ một đạo lý cái đạo lý này chính là chân lý nếu như chúng ta đem trí tuệ đức tướng vốn đầy đủ trong tự tánh áp dụng vào trong đời sống thường ngày của chúng ta xử sự, sự đối nhân tiếp vật đây chính là thân dân Chỉ ư chí thiện Là phải làm đến tận thiện tận mỹ Đời sống của chúng ta Tương ưng với tánh đức Chúng ta thường ngày làm việc Cũng tương ưng với tánh đức xử sự, sự đối nhân tiếp vật Từng ly từng tí Không có gì mà không tương ưng với tánh đức Đó gọi là chỉ ư chỉ thiện Cho nên Cái đạo lớn mà Thánh Hiền Thế Xuất Thế gian nói Đều là giống nhau Đáng tiếc Chúng ta mê Chứ không giác Chúng ta chưa làm được Chỉ nói suông Thì không được nhất định phải làm được phải bắt đầu làm từ bản thân chúng ta hồi giáo không có mời tôi đi giảng kinh nếu họ mời tôi giảng kinh tôi sẽ làm nên tấm gương cho họ thấy dạo giáo đường của họ phải dùng nghi lễ của họ nhập gia tùy tục chúng ta phải dùng lòng tôn kính để kính chào đức a la đây là gì vậy đây là minh đức thân dân chúng ta thực hiện minh minh đức Đạo lý như nhau Khi đến Phật đường Nhất định phải kính chào trước Phật Chúng ta vào Giáo đường cơ đốc Giáo đường Thiên Chúa Nhất định phải kính chào trước Thập tự giá giê -xu. Kính chào Trước Thánh Mẫu với chúng ta kính chào trước chư Phật Như Lai là giống nhau, không hai không khác. Vậy mới gọi là thực hiện đích thực. Phải có người dẫn đầu. Phải nghiêm túc mà học tập. Tổng tiêu đề giảng kinh hoàng pháp các nơi trên thế giới ngày nay của chúng ta là học vi dân sư hành vi thế phạm hành vi cách làm của chúng ta phải làm nên một tấm gương tốt cho người thế gian nhất định phải làm không làm không được miệng nói mà không làm được thì không có ai chịu tin bạn. Rất khó thu được hiệu quả giáo dục. Chúng ta nhìn thấy trong kinh điển Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa Ở trong thế gian này Thị hiện làm Phật Giáo hóa chúng sanh Bên cạnh Ngài Chúng ta ở trong kinh điển thường hay xem thấy Học trò của Ngài Có 1.250 người Đây là học trò xuất gia Học trò tại gia Quốc dương, đại thần, trưởng giả, cư sĩ Số lượng nhiều hơn ở trong đây có rất nhiều người đều là chư Phật như lai, pháp thân đại sĩ, hóa thân đến đến làm gì vậy? Phật thuyết pháp họ biểu diễn thật sự là người sướng kẻ hòa. Sướng hòa đều hay Giáo hóa chúng sanh như vậy Mới giúp chúng sanh mê hoặc Điên đảo Ở trong thế gian này tỉnh ngộ Điều này Ở trên hội Pháp Hoa Phật cũng nói ra rồi Những đệ tử này Đều là chư Phật tái lai Xá lợi Phất một kiền liên Trong kiếp lâu xa đã thành Phật rồi Địa tạng văn thù phổ hiền Đều là cổ Phật tái lai Họ đến đảm nhiệm vai trò biểu diễn Thích Ca Mô Ni Phật giải thuyết Các bạn thử xem vở kịch này diễn rất thành công chúng ta hằng ngày nghiên cứu kinh giáo đều không hề nhìn ra được không biết tự mình phải nên làm như thế nào tôi thường hay khuyến khích đồng tu thử xem người hiện đại họ bị căn bệnh gì chúng ta phải làm thế nào giúp đỡ họ người hiện nay mê chúng ta phải dùng giác ngộ để giúp họ người hiện nay tà tư tà kiến chúng ta phải dùng chánh tri chánh kiến giúp đỡ họ người hiện nay thân tâm ô nhiễm nghiêm trọng chúng ta dùng thanh tịnh để giúp đỡ họ bản thân chúng ta nhất định phải thường trú ở trong giác chánh tịnh quán sát sai lầm của chúng sanh làm nên tấm gương cho họ xem thí dụ ngày nay trên thế giới này người người đều đang tranh giành đoạt lợi đây là mê đây là tà đây là nhiễm chúng ta phải làm nên tấm gương gì vậy chúng ta xả bỏ tất cả danh lời làm cho họ thấy cuối đời nhà thánh ấn quan đại sư đã làm một tấm gương Ấn Quang Đại Sư thường hay nói với người Tôi Trinh không một miếng ngói che mưa Dưới không mảnh đất cắm dùi Tôi cũng không sợ chết Không có gì cả Người thế gian thứ gì cũng muốn tranh Ngày triệt để buông xả Người làm tấm gương sớm nhất là Thích Ca Mâu Ni Phật Thích Ca Mâu Ni Phật mọi thứ đều có cả Xả bỏ toàn bộ Sống đời sống Ba y một bát Tối ngủ gốc cây trải qua đời sống như vậy Buông xả triệt để Nói cho người biết không tranh Thế gian cái gì cũng là giả Xả sạch danh vọng lợi dưỡng Làm tấm gương tốt cho chúng ta chúng ta phải thật sự thể hội được từ chỗ này hiện nay người thế gian bất hiếu với cha mẹ chúng ta phải đặc biệt làm nên tấm gương hiếu kính cha mẹ cho họ thấy ngày nay người thế gian bất kính với thầy cô không biết tôn sư trọng đạo chúng ta phải làm gương niệm niệm không quên ơn đức của thầy cô người hiện nay là dòng ân bội nghĩa chúng ta phải làm nên tấm gương biết ân báo ân đây là giáo dục chúng ta ở trong giảng đường đem chân dung của thầy cô treo lên chúng ta niệm niệm không quên thầy cô chúng tôi ở trong phòng học cúng dường chân dung trưởng thư diện hàn là biết ân báo ân cho nên người ta thấy phòng học này của chúng tôi không giống như phòng học phổ thông hiện nay người thế gian không biết mình có lỗi lầm cho dù biết rồi cũng không chịu hối cãi tại sao vậy vấn đề sĩ diện sai rồi cổ nhân nói rất hay con người không phải thánh hiền thì ai mà không có lỗi lỗi mà có thể sửa đổi thì là đại thiện vậy bạn có lỗi lầm bạn chịu sửa đổi chư phật hộ niệm thiên long tán thán bạn không chịu sửa lỗi thế là bạn xong rồi bạn không được cứu bạn không biết sám hối Điểm này Giáo Hoàng Thiên Chúa Giáo Đã làm nên một tấm gương cho người Thiên Hạ thấy Mấy tháng trước Chúng ta ở trên báo Singapore Tôi đọc thấy hai bài văn Giáo Hoàng đã sám hối với người trên toàn thế giới Một ngàn năm trước đây Họ đã làm sai rồi Đặc biệt là đối với những tôn giáo khác kỳ thị không thể khoan dung Ông mong Thượng Đế tha thứ Ở trong hai ngàn năm Cái thời đại này Họ muốn sửa lỗi Muốn đối xử bình đẳng Giao lưu lẫn nhau Với những tôn giáo khác Thật tuyệt vời xứng đáng là lãnh tụ của thế giới dũng cảm sửa đổi sự hòa bình ổn định phồn vinh hưng dượng của xã hội hạnh phúc của nhân dân nền tảng là gia đình hạt nhân cơ sở của gia đình là vợ chồng vợ chồng hòa hợp thiên hạ liệt thái bình vợ chồng bất hòa xã hội sẽ có tai nạn thế giới sẽ không thái bình bạn nói cái quan hệ đó bao lớn cho nên chúng tôi thường nói xã hội ổn định hòa bình là gợi gắm vào giáo dục giáo dục có bốn loại giáo dục gia đình giáo dục nhà trường giáo dục xã hội giáo dục tôn giáo bốn cái giáo dục này làm tốt thì hòa bình ổn định hạnh phúc liền hiện tiền ngay ngày nay xã hội loạn như vậy nguyên nhân do đâu vậy giáo dục thất bại triệt để rồi nhà nho dạy chúng ta cách vật trí tri thành ý chánh tâm tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ bình thiên hạ dùng cách nói hiện nay mà nói là thiên hạ thái bình Chúng ta ngày nay gọi là thế giới hòa bình Cho nên Ngài nói ở trong tổng kết Tự thiên tử vị trí ư thứ nhân Nhất thị gia dĩ tu thân di bổ Thành ý chánh tâm Chính là Minh Minh Đức Và phương pháp của Minh Minh Đức là Ở cách vật trí tri Cách vật chính là nhà Phật gọi là đoạn phiền não chướng Trí tri chính là phá sợ tri chướng Cho nên tập khí phiền não của chúng ta Nhất định phải đoạn Như vậy mới có thể cứu được mình Mới có thể giúp đỡ chúng sanh khổ nạn trong thế gian này. Ngộ và người mê hoặc dụng tâm không giống nhau. Người giác ngộ niệm niệm gì tất cả chúng sanh không hề nghĩ đến bản thân. Người mê mỗi niệm nghĩ về chính mình mà không để ý chúng sanh. Mê ngộ khác biệt là ở chỗ này. Chúng ta thấy thế suốt thế gian Hầu như không có vị thánh nhân nào Không chú trọng giáo dục gia đình Nho nói nhiều, Phật cũng nói rất nhiều Chúng ta thử xem kinh điển của những tôn giáo khác Cũng đều nói không ít Giáo dục gia đình là gốc nho phật nói hiếu đề cập đến chân thật đạt đến cứu cánh viên mãn chúng ta nên tỉ mỉ mà thể hội nhằm thúc đẩy đạo hiếu đạo hiếu thực hiện chính là thập thiện nghiệp phật dạy chúng ta tình nghiệp tam phước đó là căn bản tu học của nhà phật điều thứ nhất hiếu dưỡng phụ mẫu phụng sự sư trưởng từ tâm bất xác tu thập thiện nghiệp hay nói cách khác hiếu thân tôn sư từ bi đều là thực hiện trong thập thiện nghiệp nếu như không tu thập thiện phần trước đều là rỗng tuếch đều là khẩu hiệu trống không mà thôi nhất định phải thực hiện thực hiện chính là phải tu thập thiện nhưng thập thiện không chỉ chỉ có phật đói mà tất cả tôn giáo đều nói Nhà nho cũng nói Từ đó cho thấy Thập thiện là môn học chung Của thánh nhân thế suốt thế gian Dạy học Chúng ta phải nghiêm túc tu học Đặt nền tảng Cho pháp suốt thế gian